nhìn nhầm gió tắt nhé. Tắt. Em có ấy đâu, em có cắt đâu. Nghe hết nửa gió nó tắt đi chứ. Chắc sẽ ngồi gì gió là gió. Không anh. Mọi người kéo ơi, mượn kéo anh. Dạ. Mày hết cắt không? Không em không cắt. Không em không cắt cây rồi mà. Mày cắt cây không? Không đây anh cắt. Sao dạ? Không nhưng mà em để anh điều khác được không ạ? Em không cắt nhưng em không cắt. Hút cho kìa ông bà. Dạ. Hút cho kìa ông bà hay gì? Không em có cắt đâu. Nếu hút lên rồi bạn thờ ngồi sớm hay gì cho mà cho nó hút qua mọi hút hoài. Không em anh hút gì đâu. Đây, để cắt cho. Đây. Em giờ ai mà kéo? Em không cắt. Đây nhưng mà vết này đâu? Vết này không phải vết cắt mà, vết này đây vết cắt này. Đó này. Làm gì à? Dạ. Làm gì ạ? À? Đâu em đứng đợi xe. Đó gì ạ? À? Dạ. Làm gì ạ? À? Em làm gì đâu, em đứng mà. Đợi cắt thuốc của em. Em cắt đâu? Không cắt mà, đây là thuốc nó tự tắt mà. Em không cắt mà, ai thấy đâu, em cắt đâu. Làm gì ạ? À? Anh có thấy không? Anh có thấy em cắt đâu? Nhưng mà em thấy anh dùng cái kéo kìa. Nhưng không phải kéo em. Anh làm sao ấy? Thì sao anh dùng cái kéo là giờ anh kêu mới kéo anh là em sao? Nhặt dưới đất em vứt ra đấy. Thì giờ anh muốn sao? Thế các anh muốn như nào? Có em tự nhiên anh cắt rồi em mà sao? Em cắt đâu, anh nhìn nhầm nên thuốc nó tự tắt. Anh muốn sao? Không anh cắt nhảm gì, anh sao? Kéo anh cắt đã thôi, giờ anh muốn sao? Thôi, anh, muốn anh, sao? Anh em mình tính, anh em mình tính, nghe nói. Từ. Đây anh em mình tính em không cắt. Không cắt gì sao cái kéo anh dụng đó anh chi vậy? Em nhập dạ, em hỏi giờ anh muốn sao anh nói luôn đi. Tôi biết anh muốn như nào để em biết nào. Ủa lộn luôn anh ơi. Em cắt đâu, em đang cắt lá. Đùa tao à? Chứ ai cắt, anh cầm kéo cắt. Em biết gì đâu, em đứng đây bây giờ mà em biết gì đâu. Chắc là nó tự tắt đấy chứ. Có gì đâu. Anh không cắt, anh đây có tuổi với anh cầm kéo anh cắt, ai cắt. Em biết đâu, anh tự hút thôi, nó tự tắt chứ sao, anh làm sao ấy nhỉ? Nó còn trái luôn nè. Nó cắt chứ gì? Cái tàn anh hút nó tự thuốc, nó tắt đi chứ. Không cắt. Em cắt kéo em đứng cắt lá giờ. Anh đứng lên cắt thuốc của tôi xong đã tự nhiên anh vậy. Thôi không biết không cắt. Tự nhiên anh cắt của tôi xong anh đi là sao? Em không cắt đâu, anh khút anh rõ ràng là nó tự tắt. Tự tắt thì anh cắt dấu cắt của anh nè. Không cắt, anh làm sao? Tự nhiên cắt của ta xong đi là sao? Em không cắt, bây giờ anh nào anh tự anh hút thuốc mới đi. Tự nhiên hút thuốc mới ta còn đúng điếu rồi tự nhiên không biết đâu. Anh tự lo đi em không biết. Tự nhiên cắt của ta đã xong rồi chạy. Em biết đâu anh tự lo đi nhá. Ơi kỳ vậy. Tự nhiên cắt của ta xong rồi đi đâu rồi? Em không cắt, bây giờ nó tự tắt, bây giờ anh lại điều mới hút. Cái dấu cắt rõ ràng luôn mà kêu tắt. Em bảo em không cắt mà. Sao anh? Cắt thuốc em nè. Em cắt đâu? Em đang tỉa lá mà. Em cắt gỗ nè. Em cắt đâu? Anh làm sao? Anh bị nhìn nhầm mắt anh làm sao ấy? Nhầm tao. Em đang... cắt gỗ kìa. Anh thấy đâu? Anh thấy em đang cắt lá mà. Em tỉa lá mà. Thấy anh cắt gỗ kìa. Đây ai cũng thấy hết á. Đâu làm gì có ai đâu anh? Ủa nghe thấy hả? Đâu ai? Làm gì khó đâu. Thấy cắt phải không? Lâu. Ủa anh cắt gỗ kìa. Không, em cắt đâu? Đang hút cắt. Mất luôn. Đấy, rồi bây giờ em đến anh điếu khác. Đấy, hút đi anh. Ôi, trời ơi. Chuyện chạy. Hút đi anh. Em đến. Để anh gì? Hút đi. Em cắt đâu mà thôi. Đây. Ai hút mà. Gớm rồi sao hút, vi khuẩn không? Hút được mà. Thôi, vi khuẩn. Thế em quần anh điếu khác nhá. Quần điếu khác nhá. Trời ơi. Ai hút mà. Hút anh. Này kiếm chuyện nhốt vậy anh ơi. Hút được mà hút đi. Thôi hút chị ơi. Thế thôi hút à? Kiếm điếu khác kèm đi em hút. Hút này nó có lợi sức khỏe mà. Thôi hút này chết sớm. Hút cái này mới chết đi, hút cái này sống dai trăm tuổi. Hút này sống dai trăm tuổi, hút này chết sớm. À hút này chết sớm à? Hút này chết sớm. Hút này. Hút này anh hút ơi.
đốt lên. Anh còn quẹt không? Quẹt đây. Cho anh quẹt em ăn. Đâu anh đốt nè. Rồi đốt đi. Đốt là hút đường đúng không? Rồi hút đi. Ok. Ôi vậy chạy. Hút gì chứ? Hút được mà anh ạ, hút được mà. Được nào. Ờ thế thôi vậy. Chứ đi. Nó hút nhau không có gì, thôi. Chắc đúng không? Sao anh chắc đúng không? Em cắt đi đâu, em đang em biết gì đâu. Em hút cỡ gan luôn, nãy giờ có mình em với em ở đây thôi à. Em cắt tóc mà. Hiểu không? Em đang cắt tóc mà anh. Không. Anh nhìn nhầm đúng không? Con đĩa này thôi à. Vậy như anh đang hút con lạnh nên chắc là sao? Thì anh hút điều khác. Em hết hút rồi. Em có đĩa này thôi à. Thì thôi anh mua tạm điều khác đi, bây giờ em đang cắt tóc mà, em đâu có em cắt thuốc của anh đâu. Anh nhìn nhầm mới chứ. Em cắt tóc đứng rõ ràng. Ủa, cắt tóc này. Cắt tóc mà đứng dưới đường á. Em đứng mà em cắt. Không ai hết trơn á, giờ em anh đợi em điều khác đi. Anh nhìn điều khác đúng không? Ok, thế thôi bây giờ anh vứt điều này đúng không? Đúng rồi. Này đèn điều khác này. Là sao nữa em? Ai hút mà. Không phải, đứa là tí hồi nãy. Vừa mới em còn cắt. Còn cái găng của em trên đây luôn nè. Hả? Cái môi của em còn trên đây luôn nè. Môi anh còn thế này hả? Đúng rồi. Là sao nữa vậy ta? Khu mới mà anh. Ý là anh mới đền em điếu mới. Điếu mới nó còn dài luôn. À điếu mới còn dài à? Đúng rồi. Em lấy anh điếu khác dài hơn nhá. Đúng rồi. Lễ anh. Đây anh. Là sao nữa vậy? Điếu dài gì đó. Không có dài được, này nó mất vệ sinh đúng không? Anh hiểu rồi, rồi toàn là cái tinh tí của người ta để lại không à. Bẩn rồi, hút kéo gì nữa. Thôi em nhầm anh. Anh hút thuốc khác đi. Áo à? Thôi anh hút đi, em xin lỗi. À không. Chêu. Quay. Đang quay. Quay gì đó. Quay gì đó.